Lại là cuộc đụng độ giữa Andrei và Thái VG. Liệu nóc nhà của Thái VG có làm lung lay cột nhà của Andrei được không đây? Anh Thái, anh làm việc với bạn này có khó lắm không? Anh thấy bạn này cá tính quá hả? Super easy, hardworking, dễ lắm. You know, she knows what she's doing. Anh có happy với cái phần vừa rồi không? Đúng không? Very, very, very happy. Andrei có lo không? Cột nhà nó đang hơi lung lay rồi này. Quá kinh khủng anh ạ. Cái nóc nhà này ghê gớm quá. Anh rất là thích cái bố cục của cái bài nhạc của em. Vừa rồi em vừa mới có một cái màn trình diễn gọi là perfect. Em cảm ơn anh Ray. Dạ, cho em chia sẻ một chút là thật ra cái cấu trúc bài đó của em là anh Minh Lai đã giúp em rất là nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều. Bobby. Xin cảm ơn anh thợ sửa mấy lần. Anh Thái, tại sao anh lại lưu lưu Ray ra? Anh muốn cái gì ở đây? Anh muốn phá nhà thôi. Phá nhà thôi. Phá nhà cho nó vui thôi. Anh nhắm là anh có compete được với người ta không? I told Lil Grace I thắng cái tour cần ngủ rồi xong. Ok.